Cùng trong sáng nay, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an huyện Quảng Điền khẩn trương di dời hơn 130 tấn lúa tại hợp tác xã Phủ Thanh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Điền. Do chịu ảnh hưởng của bão Nuru, kho chứa lúa của hợp tác xã bị giọt giật mạnh lật tung mái nhà. Lúc này kho đang chứa hơn 130 tấn lúa. Nhận được tin báo, công an huyện Quảng Điền nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng cẩn trương di dời sổ lúa trong kho để nơi khô ráo an toàn, đồng thời lợp lại mái tôn, giăng chống kỹ càng để phòng mưa lớn sau bão.